Chiều hôm nay thì Sang với anh Nhân chuẩn bị mấy cái ống luôn. Hai anh em Sang đi đặt cái mấy cái ống ở trước cửa cái hố trước chòi anh Huân đó mọi người. Hố này thì hôm bữa Sang có ngồi đây câu lương nè, cũng có con lương nó ăn, hang lương thì nó nhiều lắm nhưng mà câu không có được nên phải đặt ống nha, tại vì lương đây nó cũng to. Đặt ống này thì Sang không có rành đâu, chỉ có anh Nhân anh Độc đặt ở đây nhiều á, rành hơn. Ui ở đây có một cái này là như một cái ao vậy mọi người, nó ở giữa cái mô đất đất to này nè, nước thì không có chảy vô đây nhưng mà nó có một cái, nó xả lũ là nó vào. Dạ. Có một cái lõm ở chỗ này nè, khi nào mà nước lũ dâng lên á thì chỗ này mới ngập, còn nước lũ không dâng á thì nó sẽ yên ở chỗ này luôn. Nhưng mà ở trong đây thì có nhiều lương với cá trê lắm, kiểu như là nó sống ở đây lâu không có ai bắt nó nên nó sinh sản ở đây nhiều lắm. Rồi hai anh em đặt hai ống ha, hai ống lươn bên đây, hai ống lươn bên kia, với lại xíu nữa đặt bên kia hai ống nữa. Rồi sáng mai hoặc tối gì đó hai anh em đi thăm. Bây giờ là 11 giờ tối nha mọi người. Sang với anh Huân với anh Nhân thì đang cầm cái xô đi lên phía cái hũng trên chỗ mà khi chiều Sang với anh Nhân đặt mấy cái ống lương. Lương thì tối hôm nay mấy anh em đặt tới 6 ống, 4 ống ở chòi, 4 ống trước cái ao cửa chòi, còn 2 ống ở đây đây. Giờ đi thăm 2 ống này trước, còn 4 ống kia thì sáng mình thăm sau. Tại vì 2 ống trên đây nó xa nên mình thăm trước, sáng mình khỏi lên trên đây. Đây thì có một cái bãi sình. Cái bãi sình này hôm bữa Sang với anh Nghĩa đi đặt mấy cái ống cho này thử á mọi người. Bữa đó đã dính được 5 con nhỏ nhỏ. Anh Nhân thì cầm 2 ống lên đây đặt thử xem có hay không. Giờ mình thăm 2 ống trên đây nha. Chiều thì anh Nhân đặt một cái ống ngoài kia. Giờ anh Nhân ra lấy. Rồi có rồi, có rồi. Ôi ôi, nhiều quá, nhiều quá. Nắng quá. Ôi trời trời, ôi nhiều lắm luôn á. Thôi đem ra ngoài kia đổ ha. Ôi ôi. Đem ra chỗ trống này đổ, đừng đổ trong đây nó rớt xuống nữa. Rồi, gom hai ống đổ đi. Một ống cá nửa ký lương. Ôi ôi, nhiều lắm, đặt ống luôn. Ôi ôi, nó nhiều. Ôi quá trời luôn, mọi người xe nghe cái tiếng nè. Nghe tiếng rồi biết nhiều rồi. Thôi giờ. À, giờ mấy anh em sang gom hai ống nha, gom hai ống rồi ra tới ngoài cái bờ ngoài kia kìa mới thăm. Trời ơi, đặt ống luôn. Bây giờ thì ba anh em sang đổ hai cái ống lương này ra để xem có nhiều lương hay không. Ủa, có con to, có con to. Ui, ba con trọng ghê. Một ống ở đây được ba con. Ba con. Chắc con kia gần ngòm rồi. Chết rồi. Dữ nha. Chưa mạnh lắm. Wow. Con nào nấy to cho bá. Ba con, một ống ba con. Một ống mọi người, một ống đầu tiên là ba con nha. Ý là Sang với anh Nhân đặt chưa đến to, chưa đến sáng. Nếu mà đặt đến sáng còn nhiều nữa. Đặt chỉ tới tối là thăm rồi. Vô nó ăn hết mồi. Nửa đêm là thăm. Xíu nữa anh Nhân lấy mấy cái ống này về kia đặt tiếp. Ui. Hai con nữa. Hai con, tổng năm con. Hai nè, hai năm con, khó đếm quá vậy. Đứng cái đầu năm con. Rồi, mọi người xem mấy con lương này, con nào con nấy to to không nha. 2, 4, 5 con. Đặt mới có nửa đêm á, từ lấy ngày một năm 6 giờ chiều á. Sang với anh Huân đi, anh Nhân đi đặt. Bây giờ đã là bỏ mồi vô, bỏ ra xíu rồi về lấy lại mồi không cho anh em. Sang thì vừa ba anh em Sang thì vừa mới thăm xong hai ống lương. Giờ thì mình quay trở về chòi ha.
Tối nay thì Sang quay hai ống trước này cho mọi người xem thôi. Thật ra thì mấy anh em Sang đặt tới 6 ống rồi. Sáng ngày mai anh Nhân mới đi thăm tiếp. Thôi giờ về chòi nghỉ ngơi ha. Cũng nửa đêm rồi. Sáng hôm nay thì anh Huân vừa mới chạy xuồng xuống dưới kia để thăm mấy tay lưới của anh Huân mọi người. Còn Nhân thì lay hoay ở chỗ này để mà cắm lại mấy cây cần câu cắm. Còn đây là cái thành quả của mấy anh em Sang đi đặt ống lương nè. Mấy anh em Sang thì đặt chỉ có 6 ống thôi mọi người. Tối hôm qua thì Sang thăm 2 ống ở chỗ xa rồi. Còn sáng hôm nay thì anh Nhân vừa mới thăm hết 4 ống mà khi chiều mình đặt ở chỗ này nè. Là thăm rồi nha, đổ vào trong đây mọi người xem cái thành quả của mấy anh em này được ở đây. Ui quá trời lương luôn. Con này to này, cái con này mọi người thấy không, con này to hơn 3 lạng nha, chắc khoảng được hơn 10 con lương á, 10 con rồi, 10 con lương á. Lương thì này là không phải lương đồng nha mọi người, nó ở dưới dũng sình ở trong rừng á, nên mấy anh em cứ gọi là lương rừng, tại vì cái màu nó cũng khác với cái lương ở dưới ruộng của mình, nó màu bông bông giống như là màu con cá trình mà đợt trước Sang bắt cùng với anh Huân á. Sáng nay thì mấy anh em tranh thủ làm hết cái công việc xong rồi một xíu nữa quay trở về chòi đây nè, mình sẽ lấy một ít lương ha, mình mần mình chế biến thành cái món ăn để mấy anh em ăn sáng. Hôm nay là chủ nhật đó, có lẽ là hết ngày hôm nay nữa rồi, sáng ngày mai gì đó thì Sang sẽ bắt đầu quay trở về nhà nhé. Nãy giờ thì anh Nhân vừa mới cắm mấy cần câu xong, bây giờ quay vô hai anh em Sang mần mấy con lương ha. Lương khi mà mọi người muốn mần cho nó sạch sẽ thì mình lấy cái phần cho bếp, phần cho bếp mà mấy bữa trước mình nấu á, mình trụng cái con lương này cho nó hết cái phần nhớt của nó. Với lại cá chạch cũng vậy mọi người, hoặc là cái con cá dây trơn nào, nếu mà mọi người thấy nhớt nhiều quá thì mình cứ lấy cho bếp mình trụng qua sơ qua một lần, là một xíu nữa con lương nó sẽ bị hết cái nhớt đó đi, rồi mình mần nó dễ hơn, nếu không có cho bếp nó trơn khó mần lắm. Thì anh Nhân vừa mới mần xong mấy con lương rồi nha mọi người. Bao nhiêu đây là 5 con lương này, mần ra được cả nguyên một chảo luôn. Tối hôm qua tới giờ thì anh Nhân cắm được tận tới đặt ống được khoảng hơn 10 con lương, nhưng mà mấy anh em Sang thì mần 5 con thôi nha, tại vì mấy con lương này mọi người thấy không, rất là to luôn, mình mần nhiều quá thì mình ăn không hết, còn cái phần kia thì mình để lại. Bao nhiêu lương thì mấy anh em sẽ quyết định là chế thành 3 món nha. Anh Nhân thì là món lương xà xà ớt, Sang thì chiên mấy con cá chạch, còn anh Huân thì làm món lương nấu với chú Xanh nha. Giờ thì lương này mình mần xong mình để đây một xíu, xíu nữa thì mấy anh em Sang đi kiếm một ít gia vị đó. Thì Sang với anh Nhân cũng đã kiếm được đủ 4 loại gia vị để mình làm cái món lương xà xà ớt rồi nha mọi người. Gồm có lá chanh này, ớt non với là lá quế. Với ở đây một chén sả này. Sả này anh Nhân vừa mới băm ra. Ớt thì mình cũng băm nhuyễn nó luôn nha. Tại vì nó là ớt non nên mình không có lo nó cay. Nói chung là càng nhiều càng tốt mọi người. Mà mình chỉ lựa những cái ớt mà nó chưa có phần hạt á. Sắc nhuyễn nó ra luôn. Cái này thì ớt non nó chỉ thơm thôi. Cay thì nó cũng không cay bao nhiêu. Bên trong chưa có hạt nữa. Nó chưa có hạt nó mới không cay ha. Cái trái ớt nào mà có hạt rồi thì mình bỏ ra nha. Ai ăn cay được thì băm luôn, còn nếu không ai ăn cay được thì cứ lửa ớt non ăn thôi. Nó tạo cái mùi vị. Sôi đó. Nãy giờ thì anh Nhân vừa mới sắc sả này, ớt non với lại một ít tỏi ở trong đây. Cái số gia vị này thì mình sẽ xào trước nha mọi người, cho nó bốc hết cái mùi thơm nó ra, xong rồi mình bỏ cái lương vào xào chung. Còn với cái phần lá chanh với lại lá quế ở đây nè, thì khi nào lương gần chín á thì mình mới cho vô, chứ cho vô sớm thì cái lá quế nó sẽ chuyển sang màu đen, nó không còn được đẹp á.
ớt tỏi thì mình xào khoảng tầm 5 phút á, nó bốc hết mùi thơm. Bây giờ mình cho lương vô nha. Thật sự ra thì cái mùi của ớt xanh này mọi người, mình xào chung với xả với lại tỏi á, nó bốc cái mùi lên thơm cực kỳ luôn. Bây giờ mình xào cho cái lương nó săn lại hết luôn. Rồi mình nêm nếm gia vị. Cái món lương xào xả ớt của anh Nhân cũng đã xong rồi nha mọi người. Cái món này thì nấu nó cũng nhanh thôi, chỉ có lâu cái công đoạn mà mình đi kiếm những cái gia vị á, nên nó lâu. Nhưng mà thật ra cái món này á, mình xào với cái ớt non nó rất là thơm luôn. Vậy là xong rồi đấy. Bây giờ thì sang với anh Nhân thì nhắc xuống nha. Rồi tắt lửa. Nãy thì mấy anh em sang cũng đã chuẩn bị xong hết tất cả cái buổi trưa ngày hôm nay rồi nha mọi người. Buổi trưa hôm nay thì ăn rất là hoành tráng luôn, gồm có cái món lương xào xả ớt của anh Nhân làm này, rồi cái món này là lương nấu chuối xanh của anh Huân, với lại là món cá chạch chiên do Sang chiên đây này. Mọi người xem cái món này, chiên chấm với cái phần mắm me với đậu phộng nha. Bây giờ thì mấy anh em Sang sẽ bắt đầu ăn trưa. Anh Nhân vừa mới gói cho Sang ở đây được một cái cuốn cá chạch chấm mắm me này. Bây giờ thì Sang mời tất cả mọi người cùng Sang cùng với ba anh em ăn một cái bữa tiệc ha, bữa tiệc ngày Chủ nhật. Xong rồi có lẽ chiều nay hoặc là sáng mai gì đó Sang với anh Huân đi về, với anh Nhân đi về. Thôi, mời tất cả mọi người nha. Cá chạch chiên chiên ăn cái vị nó ngon hơn là mình nướng nha. Chấm mắm me nó hợp. Mình quết một miếng bánh me nha. Chua chua ngọt ngọt. Ngon quá. Quá đã. Quá đẹp. Cái bàn ăn đẹp quá. Nãy thì Sang vừa mới gấp được ở đây hai cái khúc lương xào xả ớt của anh Nhân nấu nè mọi người. Bây giờ thì Sang mời tất cả mọi người cùng Sang ăn một cái khúc lương này ha. Thật ra thì cái khúc lương này mình xào lên với ớt non rất là thơm luôn, nên bây giờ mình chỉ cần gấp cái chén thôi là mình nghe được cái mùi vị nó rồi. Thôi mời tất cả mọi người nha. Đúng là chấm với mắm me ngon hả? Lương này ăn như thịt gà anh. Cái phần cái con lương này á, nó là không phải lương đồng nha mọi người, nó lương này nó ở dưới rừng á, nên nó sống chua, ở đây rất là lâu rồi. Này là ít chua lại. Nên ăn nó rất là dai. Còn cái mùi vị của ớt non này, chanh nó hòa lẫn vào trong nhau á, ngon lắm. Mọi người nếu mà có bắt được lương thì thử làm món này nha. Ngon quá. Hôm nay đúng đại tiệc á. Ngon. Đúng là món cá chạch. Bạn đánh giá cao món cá chạch cho mắm me. Ngon cực. Anh định không? Mua cái bó bún khô heo. Bún khô heo luộc, bún khô. Cuốn bánh tráng. Bắt đầu bỏ lá rừng lên. Bắt đầu bỏ ít bún nữa, bỏ chạch chấm ăn. Cuối cùng quên mất bó bún. Cái thịt con lương này á, nó không mềm đâu mọi người. Nó dai. Nó như thịt gà luôn á. Như gần như là thịt gà, chứ không phải là được như thịt gà. Nhưng mà nói chung là nó khác hẳn với là lương ở ngoài.